Xin kính chào các bạn vị, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cái tựa game mà ai là fan của Pokemon chờ đợi rất lâu rồi thì không thể bỏ qua. Tựa game này đã lại ra Nintendo nên làm ngay từ đầu, song song cùng với lại cái trò Pokemon Go. Đây chính là tựa game gì quên mất rồi, nhưng mà đại khái là nó sẽ cho phép chúng ta mang về phong cách chơi giống như thời đang chơi Game Boy. Điểm thú vị ở đây là tựa game này sẽ chơi online và các bạn thấy là các bạn sẽ có một con pet để dẫn theo, là chính là cái Pokemon mà các bạn đang sử dụng, con nào cũng được. Các bạn sẽ dắt nó đi lang thang ngoài đường này, trông cảm giác rất đã và tuyệt vời. Vãi nổi, Charizard cũng đang đi theo kìa. Đấy thì các bạn sẽ đi vào các bụi cỏ. Trong bụi cỏ này sẽ có những cái con Pokemon hoang dã xuất hiện, bạn sẽ đi bắt chúng nó cũng được. Như thế này, mình sẽ cho nó một skill vào đầu. Xong là mình đã thắng. Các cái lượt đánh thì nó sẽ lần lượt với nhau, tương tự như cách chơi cũ không hề có sự thay đổi. Và các bạn muốn bắt Pokemon thì cũng làm theo cách truyền thống. Đây, giờ mình sẽ đi vào một bụi cỏ nào đấy. Trong mỗi lượt đấu thì các bạn sẽ có 4 chiêu như bình thường, sử dụng các Pokemon để thay thế cho nhau. Hoặc là các bạn sẽ có một cái túi đựng, trong túi này cho phép hồi máu này, cũng như là mọi người có thể bắt bóng. Đây các loại bóng, ví dụ mình sẽ ném thử quả Pokeball ra thì nó sẽ ném về phía đối phương và chờ 3 lần lắc, nếu mà lắc mà nó không sóc ra ngoài thì là sẽ bắt thành công, và nếu không thì nó sẽ bị tự thoát đấy, như các bạn thấy đây. Và chúng ta sẽ có Poke Center. Ở Poke Center sẽ hiển thị ra các Pokemon chúng ta đang có, đang mang theo, và sẽ có túi đựng như này. Các bạn thích thì sẽ cho nó vào đội hình của mình hoặc là loại bỏ nó đi. Pokédex ở đây cho tới lúc này đã có tận 386 con, tức nghĩa nó đã vượt qua bản đầu tiên rồi. Và để giúp cho người chơi chơi dễ dàng hơn thì sẽ có cả cái phần training. Lúc này các bạn chỉ cần cho Pokemon vào thì nó sẽ tự động ăn được EXP để lên level. Ngoài ra ở trong này chúng ta sẽ có thể điểm mạnh là các bạn có thể mua item của mình ở bất kỳ đâu, với một tính năng là siêu thị điện máy ở đây. Và siêu thị này thì có rất nhiều item mà mọi người mua. Đương nhiên với một tựa game hoàn toàn miễn phí thì có cách kiếm tiền là họ sẽ có các item độc đáo để các bạn bắt được những Pokemon huyền thoại. Tựa game này thì có cách chơi rất dễ dàng bằng cách là mỗi khi các bạn đi làm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có một cái phím chức năng Go ở đây. Các bạn chỉ việc là đi xung quanh và sau đó đi theo hướng dẫn của nó, hoặc là nó sẽ tự dẫn các bạn đến cái nơi làm nhiệm vụ luôn. Vãi mưu này. Và cũng giống như là các cái bản Pokemon trước đây chúng ta đã từng làm quen thì mọi người cũng có các cái thị trấn, và mỗi khi mà mọi người đã bị thương thì chúng ta sẽ vào được cái nhà cứu thương như thế này. Đấy, sau khi hồi phục xong nó sẽ nói một câu cực kỳ ngu: Pokemon của bạn đã được hồi máu, xin hãy quay trở lại lần nữa. Tát cho vỡ mồm, bây giờ nó chỉ mong là Pokemon bị chấn thương thật nhiều à. Và ở đây với mỗi Pokemon sẽ có các cái chỉ số khác nhau, bạn thấy là các chiêu thức các bạn sẽ học được. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tìm thấy như là các cái điểm mạnh của nó, mạnh về HP, mạnh về tấn công, mạnh về phòng thủ hay bất kỳ cái gì đó. Break là một tính năng sẽ nâng cấp được Pokemon của mình lên cộng 1, như kiểu ép thẻ. Và đây là tiến hóa, các bạn phải có sưu tập đầy đủ các loại đá như thế này để có thể tiến hóa được Pokemon mình ở cấp tiếp theo. Luyện Strength cũng để tăng chỉ số. Nói chung ở trong tựa game này, lên level không phải là cách duy nhất để tăng sức mạnh cho Pokemon, mà có rất nhiều chiêu thức và cũng như có cách khác nhau rất là tuyệt vời, nó phong phú hơn. Chúng ta còn các cái phần challenge. Ở đây phần challenge này các bạn sẽ được gặp gỡ và thực hiện các cái nhiệm vụ đầy khó khăn. Mình sẽ đánh nhau với lại Tứ Thiên Vương. Đây là người đầu tiên chuyên sử dụng Pokemon hệ băng. Cái đỉnh đỉnh Pokemon hệ băng mà bỏ con này ra thì có mà vỡ mồm một chó sồm à. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Cao cấu, cầu cáo. À hết bớt rồi, không ăn thua, cao cấu tiếp. Cái đìn đìn chiêu này mẹ khỏe vãi nồi. Chết mày chưa, cho mày chưa. Xong, như vậy là mình đã thịt được con đầu tiên. Con tiếp theo. À sò huyết. Con này có sức phòng thủ khá cao. Mình phải có một, thôi xong tôi rồi. Mình phải có một Pokemon khắc hệ. Xong ra đi mồm rộng. Pokemon vết máng. Vãi hàng. Ở trong tựa game này có một cách chơi rất dễ, đó là nó sẽ cho phép chúng ta biết là cái chiêu thức đấy có hiệu quả với đối phương không. Như mũi tên xuống như này, nhưng roll out có mũi tên xanh là chứng tỏ là cái chiêu thức đó sẽ rất là hiệu quả và làm cho đối phương nhanh chết hơn. Và như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn sơ qua về cái tựa game này. Tại sao chỉ sơ qua? Vì trong cái này là một tựa game online. Ồ, Phượng Hoàng băng giá này, Gengar này, chó sấm sét này, đầy đủ hết. Và các bạn sẽ cần nhiều thời gian để nghiên cứu cho trò chơi này. Còn có một cái nhóm ở trên Facebook để các bạn có thể giao lưu chơi với nhau. Mình sẽ cho link bên dưới mọi người tham khảo. Và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.